Nối tiếp series Rimuru lạc vào thế giới phép thuật, trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng cuộc chiến giữa các thuộc hạ với hai con boss dưới trướng của Kirai đã gần đi đến hồi kết, khi mà tất cả các thuộc hạ cuối cùng cũng đã tìm ra được lõi của những vị thần trong hai con boss và tất cả những người chui vào bên trong cơ thể của hai con quái vật. Bọn họ đang chiến đấu hết sức để vượt qua những cái bẫy bên trong. Còn với Rimuru thì cuối cùng Rimuru cũng đã đến với vị trí của trung tâm của hành tinh, nơi mà Kirai đang trú ẩn. Cuộc đại chiến cuối cùng của tất cả sẽ được diễn ra như thế nào thì mọi người hãy cùng mình xem trong video của ngày hôm nay nhé. Ở bên trong con boss ác quỷ địa ngục, Ranga và Eza đã thành công vượt qua được hai thử thách của con boss. Bọn họ đã thành công đánh bại được hai cái đầu của con ác quỷ, cũng như cả hai đã lấy được chìa khóa để mở ra ký ức của vị thần bên trong con boss và một viên đá kỳ lạ vẫn chưa biết tác dụng là gì. Cả hai đang đứng trong một chiều không gian lạ kỳ, mà chính nơi đó là vị trí mà Sion đang gặp nguy hiểm. Khi Sion đang phải đối mặt với hai kẻ thù, một đó chính là lõi của vị thần đứng đầu loài quỷ đã bị mất đi ký ức tên là Bato Azami và cái đầu mạnh nhất trong ba của con boss. Đúng thế, Sion là người đã đi đúng vị trí để đến được lõi vong linh của một vị thần bị Kirai nhốt vào trong con quái này. Trở lại một thời gian trước đó, khi Sion bước vào thì Sion nhìn thấy một cơ thể của một cô gái xinh đẹp và một cái lõi bên dưới, một biểu tượng quỷ đang hôn mê trong một vòng không gian kỳ lạ. Và Sion biết đó chắc chắn chính là người mà mình đang cần tìm. Tuy nhiên, khi Sion đến gần thì bỗng dưng một tên khá giống với một trong ba cái đầu của con boss đã xuất hiện. Hắn ta đã làm gì đó với cái lõi, rồi bỗng nhiên vị thần bị giam giữ đó đã tỉnh dậy và cô ta đã trở thành kẻ thù của Sion chỉ vì cô bị mất ký ức. Đứng đối diện với vị thần đó, Sion nói lớn: "Cô có phải là bạn của Micho hay không? Tại sao cô lại tấn công tôi? Tôi là Sion, là người đã được cử đến đây để cứu cô ra ngoài. Còn con quái vật kia, người đến để ngăn cản ta sao?" Có vẻ như Sion vẫn chưa biết vị thần này đã bị mất trí nhớ, nên Sion liên tục nói để muốn cho vị thần này giúp đỡ mình. Tuy nhiên, những lời nói đó đã bị gạt bỏ và vị thần Azami đó đã lấy ra chiếc lưỡi hái của mình để tấn công Sion. Lưỡi hái điều khiển chi phối linh hồn của mục tiêu, một loại vũ khí khá thích hợp cho một vị thần ác quỷ. Khi chỉ cần kẻ nào bị cô ta chém vào, sẽ bị cô ta điều khiển linh hồn ngay lập tức. Không hiểu sao, có một sự trùng hợp đến lạ thường là vũ khí của Sion chính là thanh Odachi lại có tác dụng ngược, chính là nuốt chửng linh hồn. Một bên là một ma vương, một bên là vị thần sáng tạo của thiên vực chết chóc. Cả hai đã lao vào đánh tay đôi với nhau. Thanh Odachi và lưỡi hai va chạm vào nhau, tạo ra những xung chấn xung quanh. Hai hiệu ứng khống chế và nuốt chửng linh hồn đã tự xóa đi hiệu ứng khi va chạm. Cả hai ăn miếng trả miếng, chém ngang, chém dưới, bắn ma pháp cho đến tung chưởng mana. Nhìn từ xa thì cả hai có vẻ ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, với Sion thì cô lại không như vậy. Sau khi giao chiến với vị thần này thì Sion cảm thấy rằng mỗi đường chém từ lưỡi hái của cô ta rất là yếu ớt và ánh mắt vô hồn mỗi khi tung chiêu. Sion suy nghĩ, từng đường chém của cô ta rất mạnh nhưng cảm giác như cô ta lại đánh rất là bừa bãi. Chẳng lẽ cô ta bị điều khiển hay là mất ký ức ư? Sion nói lớn, này, hãy trả lời tôi, cô có quen biết Michio không? Đáp lại lời nói của Sion, ta không biết hắn ta là ai, nhiệm vụ của ta chính là tiêu diệt hết các người. Nghe những lời nói như thế, Sion đã nhìn sang bên con quái vật kia và quả nhiên Sion đã thấy hắn ta đang làm một thứ gì đó. Đúng vậy, ở trong không gian này có một biểu tượng hình con quỷ được treo lơ lửng giữa không trung và nó khá giống hình tượng của vị thần Azami. Trên biểu tượng đó dường như có một thứ gì đó bị mất, giống như một chiếc huy hiệu, và cái tên quái vật kia đang truyền một thứ gì đó vào biểu tượng. Mỗi lần hắn truyền năng lượng vào là vì vị thần Azami lại tấn công Sion với sức mạnh lớn hơn. Kể từ đó, Sion đã biết được tất cả là do tên kia làm ra. Tên khốn nhà ngươi, ngươi dám làm thế với người mà ta đang tìm ư? Sion lao đến để tấn công tên đầu quỷ kia, nhưng hắn ta lập tức đã điều khiển vị thần Azami tấn công Sion. Cái đầu quỷ kia, hắn ta là khá là hách dịch, tính cách của tên đó khác hẳn hai cái đầu còn lại. Nó nhìn Sion và sau đó tỏ ra cái thái độ khinh thường và cười vào Sion. Nó xem vị thần Azami kia không khác nào một công cụ để cho hắn điều khiển cả. Con quỷ lao đến, hắn nắm cổ vị thần Azami, rồi sau đó hắn ta truyền một thứ gì đó vào người của vị thần làm cho cô đau đớn đến tột cùng. Sau khi đau đớn xong, vị thần đã lên cơn hỗn loạn lao đến tấn công Sion. Còn cái đầu quỷ kia thì hắn đang đứng ung dung, khoanh tay lại, tận hưởng cuộc chiến. Chứng kiến tất cả những thứ đang xảy ra trước mắt của mình đã khiến cho Sion nổi cơn cuồng nộ. Tên khốn nhà ngươi, chỉ cần ta thoát khỏi cô ấy, ta sẽ cho ngươi một cái chết đau đớn là như thế nào? Sion tức giận đến điên cuồng, nhưng cô không thể tấn công vị thần này được. Nếu như lúc này Sion mà có một ai đó có thể cầm chân được vị thần này thì có lẽ cô sẽ có thể đánh bại được tên kia. Và đúng lúc đó, một giọng nói đã vang vọng bên tai của Sion. Sion, có lẽ cô đang gặp rắc rối nhỉ? Đúng thế, giọng nói đó chính là của Ranga. Bằng khả năng từ bạo phong tinh đăng mà Ranga có thể đánh hơi và cảm nhận được Sion khi bước vào cái không gian huyền bí này, Eza vẫn cần thời gian để hồi phục và Ranga vẫn còn khả năng để chiến đấu.
Sion nhìn thấy Ranga, cô đã nói lớn: "Cậu đến rồi à? Thật tuyệt, đúng lúc tôi đang cần cậu đây. Ranga, hãy giúp tôi khống chế vị thần này. Cô ấy chính là người mà chúng ta tìm kiếm đấy. Còn Eza đã bị thương ư?" Ranga trả lời: "Eza, cô ấy đã chiến thắng một cách xuất sắc. Chỉ còn cô nữa thôi đấy. Sion, xử lý tên kia đi. Tôi sẽ giúp cô ngăn cản người này." Ngay lập tức sau khi rảnh tay, Sion đã bắt đầu đi từng bước nặng trĩu. Ánh mắt tức giận, thanh đao phát sáng đi về hướng của cái đầu quỷ. Con quỷ khi nhìn thấy Sion, hắn ta vẫn ung dung vì hắn tự tin hắn là người mạnh nhất trong ba cái đầu. Nhưng không, hắn mạnh nhưng hắn lại chết một cách rất nhanh chóng và thảm hại khi hắn đã chọc nhầm người. Máu tức giận của Sion đã lên đến đỉnh điểm. Sion bình thường đã rất máu chiến và mỗi lần cô tức giận hay khóc lên thôi cũng khiến cho Rimuru phải lo sợ rồi. Đằng này, con quỷ này lại dám hại người trước mặt của Sion, lại còn khiêu khích cô. Sion đã sử dụng đến năng lượng của Rimuru. Cô tăng tốc suy nghĩ lên đến hàng triệu lần. Cô dồn mana vào thanh Odachi. Sion di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh đến nỗi con quỷ đó không kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thanh kiếm của Sion đã chém 4 cái chân, đầu và 2 cánh tay của hắn ra mỗi nơi một cái. Sion nắm lấy đầu của con quỷ, cô đấm liên tục vào đầu của con quỷ để trút cơn tức giận. Cô đấm liên hoàn, Sion nghe tiếng hắn la hét, đau đớn. Sion tung đòn tấn công mà hắn ta không kịp làm gì để phản công cả. Sion đấm liên tục cho hắn nếm mùi đau đớn và tan biến. Một cái chết quá nhỏ cho con quỷ khi hắn đúng là cái đầu mạnh nhất nhưng hắn đã chọc nhầm người. Sion đã giành chiến thắng, nhưng dù cho cái đầu của con quỷ nó đã bị tiêu diệt thì vị thần kia vẫn tấn công nhóm của Sion và Ranga. Sion nói lớn: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cô ấy vẫn tấn công cơ chứ?" Cả Ranga và Sion chỉ lo để ý đến vị thần Azami mà bọn họ đã quên để ý đến những thứ xung quanh. Nhưng đúng lúc đó, Eza đang bị trọng thương từ cuộc chiến vừa rồi. Cô đã có một chút bình phục lại. Eza là người đã phát hiện ra mọi thứ xung quanh và chính cô đã phát hiện ra biểu tượng đang lơ lửng ở gần nơi mà ban đầu vị thần Azami đứng ở đó. Eza suy nghĩ, cái biểu tượng này có một cái nút và một cái huy hiệu đã bị mất. Huy hiệu, chẳng lẽ đó là thứ mà Ranga đã tìm thấy sao? Và trên cái huy hiệu thì lại có một viên đá. Đúng thế, viên đá đó chính là viên đá chứa ký ức của vị thần Azami. Còn viên đá còn lại chính là viên đá phong ấn sức mạnh của cô ấy. Ngay lập tức, bằng trí thông minh của mình, Eza đã xếp huy hiệu, viên đá và gắn lại vào đúng vị trí của biểu tượng lơ lửng của vị thần ác quỷ Azami. Và rồi, ngay tức khắc, ánh sáng trong không gian đó đã sáng lên. Năng lượng, ký ức và sức mạnh của vị thần Azami đã trở lại. Vị thần Azami đã hồi phục lại tất cả sức mạnh và trí nhớ của mình. Azami nhìn thấy Eza đang bị trọng thương thì cô đã hồi phục lại hoàn toàn vết thương cho Eza. Vị thần đó lên tiếng: "Các ngươi là những người đã cứu ta ư? Sức mạnh, cơ thể và trí nhớ của ta đã trở lại. Các ngươi là ai? Tại sao lại có sức mạnh có thể đi vào bên trong con quái vật này?" Eza là người nói trước: "Cô có phải là bạn của Michio không? Cô có phải là một trong những vị thần của nơi này không? Bọn tôi muốn tiêu diệt con quái vật này. Bọn tôi muốn đánh bại Kirai. Bọn tôi muốn hành tinh mà Kirai đã hủy diệt khôi phục lại. Xin hãy giúp chúng tôi." Azami nhìn vào Sion, Ranga và Eza. Cô ta trả lời: "Vậy ra Michio là người đã kêu các người đến à? Đã khá lâu rồi nhỉ. Vậy ra Michio cũng được các người cứu ư? Hắn ta làm cho ta nhớ đến những kỷ niệm xưa quá. Được, ta sẽ giúp các cậu. Mà không ngờ các người có thể hạ gục được ba cái đầu của con boss một cách dễ dàng đến như vậy đấy. Cô gái tóc tím kia, nhất là cô đấy. Vì các người đã làm con quái này suy yếu từ bên ngoài lẫn bên trong, nên ta giờ đây đã có thể nắm quyền kiểm soát bên trong cơ thể này. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi." Nghe thấy Azami nói như thế, Sion nói lớn: "Khoan đã, chẳng phải để tiêu diệt con quái phải phá hủy lõi sự sống của nó sao?" Azami trả lời: "Không cần đâu. Các cậu có hủy diệt cơ thể bên ngoài của nó cũng vô dụng thôi. Trong ba con boss thì con ác quỷ địa ngục này và con ác quỷ hủy diệt lõi sự sống của nó đang ở chỗ của Kirai. Vậy nên giờ đây các cậu có tiêu diệt nó thì Kirai cũng sẽ hấp thụ lại. Nên việc quan trọng bây giờ là các cậu cần phải theo tôi thoát ra khỏi nơi này và tìm cách giải cứu người cuối cùng đang ở bên trong con ác quỷ hủy diệt. Rồi sau đó đi đến trung tâm của hành tinh để lấy chiếc cung và mũi tên thần xuyên tiễn. Đó chính là thứ giúp chúng ta phá hủy nguồn năng lượng vô hạn của hành tinh và đó cũng chính là cách để tiêu diệt Kirai." Ngay lập tức, Azami đã bao bọc cả ba người vào luồng ánh sáng màu đỏ, rồi ánh sáng đó đã đi xuyên qua cơ thể của con boss và từ từ bước ra khỏi cơ thể của nó. Và khi bước ra ngoài thì nhóm của Benimaru đã ngạc nhiên. Benimaru nói lớn: "Sion, Ranga, Eza, sao các người lại ra ngoài rồi? Vậy còn việc tiêu diệt con boss thì sao đây? Con người này là..." Benimaru chưa kịp nói xong thì bỗng dưng vị thần Azami đã lao xuống ôm chầm lấy Benimaru. Ánh mắt của cô ta đã thay đổi. Cô ấy đang rất mừng và xúc động. "Ôi, chẳng lẽ là anh đó ư? Sihan, chồng của em." Benimaru không hiểu bất kỳ chuyện gì khi mà Sion bỗng dưng bước ra. Rồi cô gái quỷ này thì lại nói mình chính là chồng của cô ấy. Đúng thế, Sihan chính là người chồng cũ của Azami và người chồng đó có vóc dáng khá giống Benimaru. Nhưng Sihan đã bị chết vì anh ta là con người trong một cuộc chiến. Benimaru đã hoảng hốt.
Này, này, cô đang làm cái gì vậy? Cô chính là bạn của vị thần Michio đúng chứ? Lõi vong linh của cô đâu? Thật ra với Asami thì lõi vong linh của cô không ở ngoài giống Michio mà nó đã được để bên trong chính cơ thể của cô. Asami bắt đầu e thẹn trả lời. Sihan, cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi. Nếu anh muốn lấy lõi của em ư? Bên trong cơ thể của em nè. Benimaru đỏ mặt và ngượng ngùng. Tôi là Benimaru, cô đã nhìn nhầm người rồi. Và tôi đã có hai vợ rồi. Ngày xưa tôi đã có hai vợ rồi. Anh đã có hai vợ ư? Vậy trước khi anh yêu em là anh đã có vợ rồi ư? Nhưng không sao, dù anh có lừa dối em thì cũng không sao. Sihan, em nhớ anh quá. Không, tôi là Benimaru. Không, Sihan, tôi là Benimaru. Cuộc tranh cãi của hai người đã ngay tức khắc bị Sion ngăn cản lại. Này này, hai người dừng chim chuột với nhau đi. Tạm thời thì hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này để đi đến chỗ của Diablo ngay. Thế rồi trong lúc đấy, Sion đã kể lại hết tất cả mọi việc cho Benimaru và nhóm của các sát long nhân. Và tất cả cũng đã hiểu ra mọi chuyện bên trong cơ thể của con boss. Asami thì đang rất là vui mừng. Vị thần Asami đã tạo ra một lồng giam bằng chính máu của mình để giam cầm con quỷ địa ngục. Bởi vì dù con boss đã bị suy yếu thì nó cũng sẽ sớm bị Kirai ở dạng rồng hấp thụ lại nó mà thôi. Asami đã vừa đi vừa kể lại toàn bộ mọi thứ cho nhóm của Benimaru và các sát long nhân nghe, từ việc ba cái cột ở trung tâm của hành tinh, cung thần và tên xuyên tiễn cho đến hai cơ thể của con quái vật và lõi của chúng đang ở chỗ của Kirai, cũng như quá khứ và người chồng của mình và tất cả những gì mà Kirai đã làm với ba vị thần. Nghe những điều đó, tất cả mọi người đều rất là căm phẫn. Bọn họ giờ đây cần phải tụ họp với vị thần cuối cùng bên nhóm của Diablo và bắt đầu đi đến trung tâm của hành tinh thiên vực chết chóc để chuẩn bị với cuộc chiến cuối cùng của tất cả. À mà giờ đây, Benimaru đang bị vướng bận khi cô nàng ác quỷ này đang ôm và bám chặt vào anh, mặc dù biết là mình nhận nhầm chồng. Mọi chuyện bên phía của Benimaru cuối cùng cũng đã được giải quyết. Còn về bên phía của Diablo, bọn họ cũng đã bắt đầu hành động. Bên trong con quái vật, hai người đi vào cơ thể của con boss chính là Diablo và Zeref. Và trong hai con đường thì chỉ có một con đường chính xác để đi đến lõi vị trí cuối cùng của vị thần rồng mà thôi. Và người đi đúng con đường chính là Diablo. Vậy thì người đi sai đường chính là Zeref. Và Zeref đang gặp nguy hiểm trước một cái bẫy bên trong cơ thể của con boss. Bên phía của Zeref, khi bước vào bên trong, Zeref đã nhìn xung quanh và cậu nhìn thấy bên trong không có bất kỳ một thứ gì hết. Một không gian tối tăm, nó chỉ có một màu đen duy nhất. Tối tăm đến mức mà đến chính cả Zeref cũng không thể nhìn thấy được bản thân của mình trừ hai con ngươi mắt của mình. Zeref suy nghĩ, chả lẽ mình là người đã đi sai hướng rồi ư? Vậy là đến chính số phận cũng đã an bài cho mình rằng mình sẽ chết ư? Không, ít nhất mình phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của cuộc đời mình, chính là đánh bại Kirai. Mavis, anh sẽ sớm đến bên em thôi, hãy chờ anh thêm một chút thời gian nữa. Zeref đã bắt đầu đi sâu vào bên trong và rồi ngay lập tức Zeref đã cảm thấy có rất là nhiều thứ đang tiến đến và chúng đang nắm chặt lấy chân của chính anh. Không phải một mà là rất nhiều thứ như thể cánh tay vậy. Cái bẫy của Zeref gặp chính là bóng đêm nuốt chửng. Đây là một cái bẫy ở bên trong cơ thể của con boss tàn bạo. Khi người nào bước vào con đường này thì sẽ bị bao trùm bởi bóng tối và bên trong bóng tối sẽ xuất hiện hàng triệu, hàng vạn và vô vàn cánh tay xuất hiện từ bên trong bóng tối. Những cánh tay đó sẽ kéo dài và cuốn chặt người bước vào, nào siết cổ hay kéo cơ thể của kẻ đó cho đến khi rách nát ra từng mảnh vụn. Chưa hết, bên trong bóng tối này có thể đọc được hết những kẻ nào mà người bị nhốt vào đã từng gặp phải, từ kẻ thù, người thân cho đến người yêu. Và bóng tối của cái bẫy sẽ biến ra những người đó để khiến người mắc kẹt phải cảm thấy hối hận về tội lỗi hay chán nản cuộc sống. Một cái bẫy cực kỳ chết chóc, cực kỳ đau đớn và tàn nhẫn. Và ngay hiện tại, Zeref đang phải chịu đựng đau đớn đó. Bởi giờ đây, cơ thể của anh đã là một con người bình thường. Zeref suy nghĩ, chết tiệt, cái gì đang bám lấy cơ thể của ta như thế này? Zeref không thể nào thoát ra được và cơ thể của anh bắt đầu bị kéo ra như trò chơi kéo co tứ hướng. Chưa hết, một ánh sáng màu đỏ chớp vào người của Zeref. Và rồi, thứ bóng tối đó đã biết được tất cả những người mà Zeref gặp phải. Nó bắt đầu tái hiện lại những người đó bên trong bóng tối. Và rồi, những giọng nói đã xuất hiện và lên tiếng nói với Zeref. Zeref, anh đây rồi, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại không thể bên em? Giọng nói của Mavis vang lên. Thưa Hoàng đế, chúng thần cực kỳ căm ghét ngài. Tại sao ngài lại thiên vị với END như thế? Cơ chứ? Từng giọng nói của thập nhị thuẫn đã xuất hiện và kêu tên của Zeref. Từng con quái vật mà Zeref đã từng tạo ra cũng đã xuất hiện. Nhưng giọng nói liên tục trách móc Zeref khiến cậu đã đau, càng đau hơn. Những giọng nói như thôi miên Zeref và khiến cậu trở nên trách móc bản thân và chán nản, muốn tìm đến cái chết. Đúng, đúng thế. Tất cả là tại ta. Tất cả là tại ta. Ta đã tạo ra các ngươi chỉ vì muốn giết ta. Đúng thế. Các ngươi đang căm hận ta ư? Vậy hãy giết ta đi. Giết ta đi. Cảm xúc của Zeref đang hỗn loạn mà chính anh không biết rằng
Zareb càng thấy tội lỗi từ những giọng nói mà anh nghe trong bóng tối, thì hàng triệu cánh tay đó sẽ càng xé nát cơ thể của anh ra. Zareb đang gặp nguy hiểm, rất rất nguy hiểm. Bên phía của Diablo, sau khi bước vào bên trong cơ thể của con boss, thì Diablo đã không hề gặp bất kỳ nguy hiểm gì cả. Và chính Diablo cũng đã biết rằng bản thân mình là người đã đi đúng đường. Diablo thầm suy nghĩ, phu, có lẽ cậu đang gặp nguy hiểm đúng không Zareb? Ta mong cậu đừng có chết đấy, cậu đã được chính chủ nhân của ta cứu sống thì đừng có mà chết dễ dàng đến như vậy. Diablo bắt đầu đi sâu vào bên trong, và nơi Diablo bước vào nó lại có một không gian khá là đẹp, một nơi bao quanh bởi những đốm trắng như những vì sao đang lấp lánh, đang liên tục chớp nhoáng và xoay vòng xung quanh của không gian. Nó khá là thơ mộng. Diablo suy nghĩ, một không gian khá đẹp đẽ, tên thần rồng cuối cùng này sẽ như thế nào đây nhỉ? Bình thường thì không gian được tái lập sẽ dựa trên tính cách của vị thần đó, vậy tên rồng này thơ mộng đến vậy sao? Diablo tiếp tục đi sâu vào bên trong thì anh đã nhìn thấy một cánh cửa khá kỳ lạ, có hình của một con rồng rất đáng sợ. Và bên ngoài, Diablo nhìn thấy 16 con rồng với 16 màu sắc đang đứng bên ngoài. Diablo nhìn chúng và anh tưởng rằng nó sẽ tấn công mình, nhưng không. Diablo bước đến thì 16 con rồng đó nhìn Diablo với một cách hiền hòa, làm cho chính anh cực kỳ thắc mắc. Cánh cửa được mở ra thì bên trong đó, Diablo nhìn thấy một thanh niên khá trẻ, trên đầu có hai cái sừng và khuôn mặt khá là đẹp trai. Đúng thế, kẻ này chính là vị thần mạnh nhất đứng đầu loài rồng, chính là Akurai Taka. Đây là một vị thần có tính cách khá là trẻ con và lập dị, yêu thích loài rồng và những thứ đẹp đẽ. Và anh ta đã ở bên trong không gian của con boss với thời gian rất là lâu. Vì quá nhàm chán, anh ta đã tạo ra 16 con rồng đứng ở trước cánh cổng để chơi đùa cùng với mình. Vì bị nhốt quá lâu bên trong con boss, cũng như bị tước đi ký ức của anh ta hiện giờ, anh đều suy nghĩ rằng mình chưa từng gặp mặt ai hay bất kỳ một kẻ nào khác. Và nếu như có lấy lại được ký ức thì Taka cũng y chang như bây giờ, khá là ngây ngây và tính tình giống trẻ con. Và hiện tại, Taka rất là vui mừng khi lần đầu tiên có một người nào đó xuất hiện trước mặt của mình từ lúc bị Kirai giam giữ. Nhưng đừng nhìn vẻ bên ngoài là như thế, bình thường thì tính cách trẻ con như thế thôi. Chứ một khi làm phần lòng thì Taka biến thành một người khác. Tại sao Taka lại được xem là người mạnh nhất trong ba vị thần và cũng là một trong ba người tạo ra hành tinh thiên vực chết chóc? Điều đó không phải bình thường. Và chính Diablo cũng đang thắc mắc rằng tại sao tên này lại thoải mái và không đề phòng mình đến như vậy? Diablo suy nghĩ, hắn ta đang định làm mình mất cảnh giác rồi tấn công ư? Taka nhìn thấy Diablo, anh ta đã bắt đầu gọi Diablo vào bên trong. Anh ta lấy nước rót trà rồi sau đó cùng trò chuyện với Diablo. Cậu là ai thế? Cậu đến từ đâu? Cậu có phải vào đây chơi với tôi không? Từ giờ cậu sẽ ở đây mãi để chơi với tôi nhé. Diablo cũng bắt đầu hỏi để dò xét tình hình. Phu, có vẻ như cậu rất vui nhỉ. Cho tôi hỏi, cậu có quen biết Michio không nhỉ? Cậu có phải là vị thần rồng không? Cậu có biết đến Kirai và cậu đang bị nhốt ở đây không thế? Taka đưa cái mặt ngây thơ rồi trả lời, mấy người đó là ai thế? Ta không biết bọn họ, ta chỉ biết rằng từ lúc mở mắt ra thì ta đã ở đây rồi. Ta chỉ nhớ ta tên là Akura Takai. Này, ta ở đây chán lắm, người hãy ở lại mãi ở đây để chơi cùng ta đi nào. Diablo tưởng rằng tên này khá là dễ bảo nên Diablo đã chiều theo anh ta. Cả hai cùng nói chuyện một lúc lâu thì Diablo nghĩ rằng tên này có thể sai bảo. Diablo đã yêu cầu anh ta đi theo mình ra ngoài và nhờ anh ta cách tiêu diệt con boss bên ngoài. Nhưng vị thần Taka này lại méo chịu, anh ta bắt Diablo ở lại chơi với mình. Diablo ban đầu cũng tạm thời đồng ý, nhưng vì thời gian rất cấp bách, Diablo đã quyết định nếu không nhờ được thì anh sẽ ép cậu ta đi cùng mình. Và rồi, một bất ngờ đã được hiện ra. Taka đã thay đổi sắc thái và Taka đã ra lệnh cho 16 con rồng bên ngoài tấn công Diablo. Tôi không cho phép anh đi đâu hết, anh phải ở lại đây chơi với tôi, Diablo. Nếu anh không ở lại đây thì đám rồng đó sẽ tấn công anh đấy. Diablo mỉm cười, cậu sao thế? Bản chất của cậu đã lộ ra rồi ư? Thật khá là thú vị đấy. Được, ta tưởng cậu dễ bảo lắm, nếu cậu khiến tôi phải quy phục thì tôi sẽ ở lại chơi với cậu. Taka đã đồng ý và phát lệnh tấn công. Không giống như vị thần bên phía của Benimaru là bị tước đi cả ký ức và sức mạnh, vị thần rồng này chỉ bị Kirai lấy đi ký ức mà thôi, còn sức mạnh thì vẫn giữ nguyên hoàn toàn. Những con rồng mà Taka tạo ra, nó được lấy chính căn bản của con boss bên ngoài, hay nói đúng hơn là con boss đang ở bên ngoài là được dựa theo sức mạnh của vị thần này. 12 con rồng với 12 nguyên tố lửa, nước, khí, thổ, kim, ánh sáng, bóng tối, sét, thanh, trọng lực, tâm trí, và 4 con rồng với những khả năng khác như hồi phục, đỡ đòn, nham thạch và sức mạnh cũng theo sau. Diablo nhìn chúng tấn công thì anh bất chợt thấy nó rất là giống với 18 cái đầu rồng của con boss bên ngoài. Trong 18 cái đầu thì có 2 cái đầu là nơi bước vào bên trong con boss, còn 16 cái đầu còn lại thì nó lại khá trùng khớp với 16 con rồng của Taka. Diablo mỉm cười, hóa ra là như thế à, thật thú vị đấy, cứ như thể ta đang chiến đấu với con boss phiên bản nhỏ hơn vậy.
Phu 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 phu, thật là thú vị. Được rồi, để xem cậu có thể làm khó khăn cho ta giống với con boss ngoài kia không nào. 16 con rồng đồng loạt tấn công. 13 tia sáng của các hệ đã tấn công thẳng trực tiếp vào Diablo. Và ngay lập tức, Diablo đã tránh né bằng khả năng di chuyển của mình. Diablo vừa chiến đấu và vừa mỉm cười. Diablo sử dụng móng vuốt để làm trạch hướng và phá hủy những tia sáng của 13 con rồng. Có vẻ như 3 con còn lại là những con có khả năng hồi phục, phòng thủ và sức mạnh thể chất nhỉ. Bọn chúng khác khả năng nên chúng vẫn chưa hành động gì. Diablo bắn mana vào đám rồng thì lập tức có một con rồng phòng thủ đã ra chặn đòn tấn công của Diablo lại. Phù phù phù, ta đã đoán đúng rồi à? Chặn được đòn tấn công của ta ư? Cũng mạnh đấy. Này Taka, ta nói lại một lần cuối, cậu có chịu giúp ta không thế? Diablo đã mở lời cho Taka, vì Diablo thấy tên này khá thú vị, nhưng Taka lại chỉ muốn nhốt Diablo và giữ Diablo ở lại đây chơi với mình. Nãy giờ mới chỉ có 16 con rồng của Taka tấn công, còn sức mạnh thật sự của Taka thì vẫn chưa ra tay. Taka giờ đã hành động, cậu ta lấy ra cây đao có hình thù như một con rồng để tấn công và bắt đầu lao đến. Từng nhát dao được chém ra đều có một những nhát đao ẩn tàng hình được chém ra và nó vô hình. Taka tiếp tục điều khiển 16 con rồng đồng loạt tấn công. Diablo bắt đầu bị tấn công hội đồng. Những đường dao ẩn đã đánh trúng kết giới đa thứ nguyên của Diablo và Diablo đã cảm nhận được điều đó. Diablo suy nghĩ, đúng quả thật tên này khá mạnh, tính cách và cách nói chuyện trẻ con như thế, nhưng sức mạnh của hắn xứng đáng được gọi là một vị thần. Được, ta công nhận ngươi rồi đấy. Diablo bắt đầu đỡ đòn và quan sát. Diablo đã nhìn ra khe hở. Diablo bắt đầu tiến đến phản công. Anh sử dụng móng vuốt bao bọc lấy mana để hạ sát 16 con rồng. Diablo tăng tốc suy nghĩ và tốc độ của đòn tấn công của mình lên. Và rồi, ngay lập tức, Diablo đã hạ sát tất cả 16 con rồng chỉ trong tích tắc. Phù phù phù, đúng là vị thần của rồng nhỉ. Nếu như kẻ bị đi vào con đường này là Zeref thì cậu ta đã bị đám rồng này tiêu diệt rồi. Taka nghe Diablo nói như thế, anh ta đã vui mừng. Khoan đã, Diablo, anh nói là còn một người nữa. Chẳng lẽ hắn đã đi vào phía con đường bên kia? Diablo, nếu thế thì cậu ta cũng sẽ chết sớm thôi. Có lẽ cậu ta cũng đã chết rồi đó, vì cái bẫy bên đó rất nguy hiểm. Đã vào rồi thì chỉ có tan xương nát thịt mà thôi. Nếu anh đã không chịu ở lại chơi với tôi thì tôi cũng sẽ cho anh giống hắn ta thôi. Taka ngay lập tức điều khiển không gian đẹp đẽ xung quanh bên trong này thành một lồng giam. Vì không gian này được tạo nên từ tâm trạng và tính cách của người bị nhốt. Ban đầu, tính cách của Taka đang ngây thơ và trong sáng nên không gian mới thơ mộng đến như vậy. Còn bây giờ, tính cách của cậu ta đã thay đổi nên không gian cũng đã biến đổi theo. Trên không gian đó, hàng loạt cái đầu rồng mọc ra, rồi sau đó, Taka cũng đã hóa thành con rồng bảy sắc, hình dạng của vị thần rồng. Taka đã phóng một tia sáng đủ màu với uy lực cực kỳ mạnh vào Diablo và những cái đầu rồng trên bức tường cũng đồng loạt tấn công. Một tuyệt kỹ khiến cho kẻ bị nhốt sẽ bị hàng loạt tia năng lượng bắn vào và nó sẽ được bắn liên tục, bắn không ngừng nghỉ cho đến khi nào kẻ bị nhốt không chịu được và hoàn toàn tan biến. Diablo đã bị những đòn tấn công bao vây và anh đang phải ở trong thế phòng thủ. Phù phù, đây là cảm giác bị ăn đòn ư? Cậu mạnh thật, mạnh thật đấy. Nếu như là ta của trước đây, lúc ngày ấy triệu hồi thì có lẽ ta đã chết dưới tay của cậu rồi. Nhưng cậu cũng không bằng một góc của chủ nhân ta đâu. Ta không còn thời gian chơi với cậu nữa rồi. Để ta cho cậu thấy một không gian mà cậu bị ta khống chế là như thế nào. Ta sẽ làm cho cậu phải hối hận khi mà đã dám làm phật ý của ta. Diablo biết là Zeref đang gặp nguy hiểm, cũng như Diablo biết mình phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Diablo đã sử dụng đến năng lượng của chủ nhân để kết hợp vào kỹ năng tối thượng của mình. Thế giới thần cám dỗ, một thế giới được tạo ra bên trong không gian của con boss. Một nơi mà Diablo là đấng, một nơi mà Diablo nắm quyền kiểm soát, chỉ trừ những kẻ nào mạnh hơn anh mà thôi. Nhưng giờ đây, sức mạnh của chủ nhân đã sử dụng thì dù cho có là thần rồng đi nữa cũng vô dụng. Thế giới cám dỗ, Diablo bắt đầu cho Taka đón nhận mọi thứ đau đớn nhất như cách mà anh đã làm với những kẻ khác. Và mọi người đoán Diablo làm gì rồi đó? Taka trong hình dạng rồng đã gục ngã, phán đã thất bại toàn tập để trở về nguyên dạng của lõi vong linh. Vì đây không phải là cơ thể thật của vị thần này, nên khi thất bại thì vong linh sẽ không thể giữ lại được hình dạng nữa. Diablo suy nghĩ, nếu như mà tên thần này bị mất ký ức thì chắc chắn mảnh ký ức của hắn sẽ ở đâu đó trong cơ thể của con boss. Và đúng như suy đoán của Diablo, vị trí của mảnh ký ức chính là bên phía của Zeref. Và khi Diablo đánh bại vị thần rồng có tính trẻ con này, Diablo cũng nhớ rằng có vẻ như tên thần này biết đường đi đến nơi của Zeref. Vì lúc nãy hắn ta đã nói rằng cái bẫy bên đó rất nguy hiểm. Diablo đã sử dụng một trong những hiệu ứng của kỹ năng tối thượng để cám dỗ vị thần rồng, để bắt vị thần này dẫn đường cho mình đến vị trí của Zeref. Diablo muốn lấy lại mảnh ký ức của vị thần rồng Taka và giải cứu cho Zeref. Thế rồi chỉ trong tích tắc, Diablo cầm lấy lõi của vị thần Taka đi sang vị trí của Zeref và Diablo đã cảm nhận được cái bẫy mà Zeref đang mắc phải. Thật ra,
Diablo đã có thể dùng sức mạnh của vị thần Taka để phá bỏ cái bẫy. Nhưng nếu Zareth không vượt qua được cái bẫy tinh thần này, thì hắn không xứng đáng là người mà được chủ nhân Rimuru cứu. Diablo chỉ nói lớn một câu duy nhất, rồi đứng nhìn kết quả. Zareth, nếu ngươi muốn chết ở đây trong đây, thì ngươi không xứng đáng được chủ nhân Rimuru của ta phải cứu ngươi, và ngài Mavis cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Ngươi mà chết ở đây, thì ta sẽ cho linh hồn của ngươi chịu cảm giác một cách đau đớn đấy. Lúc Diablo nói ra, thì cũng là lúc cơ thể của Zareth đã gần bị xé toạc bởi vô vàn cánh tay của cái bẫy. Zareth đang bị tra tấn bởi những giọng nói của những người thân của mình. Liệu rằng trong hàng loạt giọng nói đang làm Zareth cảm thấy tội lỗi đó, thì anh ta có nghe được Diablo không? Đương nhiên là có rồi. Nhưng câu nói của Zareth nghe thấy chỉ có hai chữ duy nhất, chính là Rimuru và Mavis. Một người là người anh từng rất yêu và cũng từng muốn lấy đi trái tim tiên tử của cô, và một người đã giúp cho cơ thể của Zareth trở lại bình thường. Zareth nhắm mắt lại, anh đã bỏ qua những tiếng nói đang phát ra. Đúng rồi, Mavis đã chết và tên Rimuru đã cứu mình. Trước khi mình gặp em ấy, thì ít nhất phải trả thù cho em ấy chính là tên kia này chứ. Mình cũng cần phải trả ơn tên Rimuru kia. Đúng thế, mình chưa thể chết ở đây được. Thế rồi ngay lập tức, Zareth đã bộc phát ra hắc thuật của mình. Đúng thế, hắc thuật phiên bản mạnh hơn mà trước kia Zareth đã từng không thể khống chế được nó bởi lời nguyền và cảm xúc của anh. Bình thường trước đây, chỉ cần Zareth không quan tâm đến người khác thì nó sẽ không bộc phát ra, hay ngẫu nhiên bộc phát giết chết tất cả mọi thứ xung quanh. Thì giờ đây, một phần sức mạnh của CL đã biến tấu lại giúp cho Zareth có thể hoàn toàn điều khiển được nó, và sức mạnh này còn mạnh hơn trước rất nhiều lần. Luồng năng lượng của Zareth đã bộc phát và hủy diệt tất cả những bàn tay và những giọng nói của cái bẫy. Xin lỗi tất cả, ta chưa thể bị giết ở đây được. Cái bẫy đã biến mất và ánh sáng từ lõi vong linh trên tay của Diablo đã phát sáng, để rồi Zareth đã nhìn thấy được Diablo. Không những thế, một khi cái bẫy bị phá hủy cũng là lúc mà mảnh ký ức cũng đã xuất hiện. Cái bẫy này được Kirai tạo ra nhằm mục đích giết chết kẻ nào bước vào tìm ký ức của vị thần rồng. Nói đúng hơn là nếu như không có Zareth bước vào cùng Diablo, thì Diablo phải trải qua cái bẫy này cũng như vừa phải chiến đấu với vị thần rồng Taka, mà chắc Diablo cũng dễ dàng vượt qua thôi. Thánh Diablo nhà ta ngoài Rimuru ra thì còn quan tâm đến ai cơ chứ? Bóng tối trong không gian này đã được tập hợp lại và nó đã biến thành một ánh sáng chói chang. Tất cả những ánh sáng đó đã tập hợp lại thành một mảnh đá và nó đã hợp nhất lại với lõi vong linh trên tay của Diablo. Để rồi giờ đây, ký ức của vị thần rồng đã được trở lại. Và rồi, vị thần rồng đó đã nói cho Diablo tất cả mọi thứ về con boss, cũng như lõi của nó đang ở bên trong Kirai, giống với con boss bên phía của Benimaru. Vị thần rồng khi lấy lại được ký ức cũng đã cảm ơn Diablo đã đến cứu mình, và anh ta đã tiết lộ một bí mật để Diablo và tất cả mọi người có thể đến trung tâm của thiên vực chết chóc ngay lập tức. Cuộc đại chiến cuối cùng giữa Rimuru và tất cả thành viên của quân đồng minh Faritel chuẩn bị kết thúc. Cuộc chiến đó sẽ được diễn ra như thế nào? Thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong video tập cuối cùng của những ngày tiếp theo nhé.